Tươi ngon. Cá rất đông. Tí nữa nướng. Okay, vậy là mình đã làm xong, làm ruột nó xong rồi. Giờ mình sẽ cho vào bếp nướng. À, nướng lên bếp. Nướng vừa chín thôi để chiều nó canh. Đấy, đây là cái nồi nãy nói gì, chiên hay xào nhỉ? Chiên rang. À, chiên rang. Đây cái nồi chiên rang nãy đây mọi người. Anh cá anh mua đại diện này. Cá sau khi chiên rang là nó thành thế này. Đấy, mọi người thấy hình như nó khô quá hay sao? Rất là giòn. À, nó hơi khô. Hơi khô nhưng mà mọi người thấy vậy thôi. Nó hơi khô. Tất nhiên là ăn cá này thì hơi khô nhưng mà anh cầm giùm em cái đôi đũa này. Cầm đôi đũa. Để bỏ tay ra. Ăn này cá nó không còn đây, xương. Đây mọi người ơi. Mình cho mọi người xem người lại tí này. Đấy, mọi người thấy gì chưa? Nó ra mỡ chưa? Mỡ kìa. Thấy chưa? Đây, giờ mình sẽ cho ông anh mình gấp lên dĩa. Anh lấy dĩa anh. Lấy gấp lên dĩa. À, cho vào dĩa đi. Gấp lên dĩa đi. Gấp hết luôn nha. Ừ, ok. Cá này rất là ngon mọi người ạ. Ăn khi nào mà cá này khi mình cách mình làm ấy nó không mùi này kia nhưng mà rất là giòn. Ăn xương không có thể không còn là xương nữa. Mà ăn rất là giòn, cảm giác rất là thơm vị mùi thiên nhiên. Rất đảm đẳng, nói chung là ngày xưa anh em mình nướng bằng cái rơm để có mùi thơm, nhưng mà cách chế biến của mình ấy, mình làm cá rô đồng đó, nó rất là ngon. Ây, thấy chưa, đây nguyên cái cá rô đồng hồi nãy mình mua, mình không có đi bắt, mình mua họ đi bán á. Ở chỗ mình thì họ đi bắt bằng lưới bằng điện gì đó. Hồi nãy họ đi bán xong mình thấy mình cũng mua cũng hơn hai ký, 1 ký 70.000, hơn 2 ký mình mua 160.000 đây này. Giờ mùi ngon thế này thì chắc anh em cũng cũng làm một vài ly thôi. Mọi người thấy nó có khô rang thế này thôi, thật ra thì chiên rang ấy mọi người đấy. Mọi người thấy mỡ nó không? Mỡ kìa. Đấy. Chấm muối ớt này. Muối ớt, lá hành. Hành lá cho mọi người nha. Củ nén. Cho thêm ít mắm tôm. Gọi là thích chấm thế nào thì mình để thế thôi. Ghi là nước chấm á. Rồi, bây giờ anh. Ồ, ok. Lâu. Cho anh xin một con nghe. Anh xin một con rất, cá rất là ngon. Cá rất là ngon. Rất là anh ăn luôn hả? Vâng, ok. Chịu uống ăn hả? Ừ, ăn trước hả? Cho anh xin. Rồi, ok. Anh anh xin gấp mùi trước anh em mình. Rồi, làm ly nha. Rồi, ok. Rồi, mời anh nha. Rồi, ok. Mời mọi người nha. Mọi người, tất cả anh em vui vẻ nhé. Rồi, ok. Cho anh em mình. Hết luôn nhá. Rồi, ok. Làm miếng mồi anh. Cá em quý đại diện rất là ngon anh em ạ. Đây mọi người ơi. Anh sẽ. Rồi, anh xin phép mà anh xin gấp tay luôn nhá. Ok. Cá rất là ngon. Rồi. Cá rô đồng ạ, anh em chia sẻ. Rồi, ok. Anh em cho muối ớt chơi. Thơm. Rồi, okay. Thơm tí. Wow, mồi rất là thơm. Cá rô đồng không còn xương, rất là ngon.
ngon. Làm cái không thấy đầu. Ngon. Làm miếng miếng không thấy đầu. Ngon. Rất là ngon. Không còn xương. Quá rất là giòn. Ngon thiệt. Với cái đại diện này, nói chung là anh là anh trong gia đình anh làm cái mồi chiên rang con cá rô đồng á, nhưng mà mình được có nên lấy hết cả vỏ với xương thì mình mới lấy mỗi cái, nói chung là mỗi bộ phận hai bên cái màng rồi này, hai bên cái màng nó có đấy, nhưng mà thế này cái gì ở trong của nói chung vậy? Là mình lấy bộ phận phần cá thôi, phần của để nó ăn cái mùi thiên nhiên á, hoặc là ăn con cá hoặc ăn kia để mùi thối hoặc là mùi tanh thôi. À. Còn mình cứ nói chung là mình cứ lấy bộ phận nó đi, nhưng mà để cả nguyên nguyên con cá luôn, mình cứ rang xong rồi mình lấy hết bộ phận, nói chung là phần cá mình vứt hết ra ngoài, lấy xong rồi mình cứ cắt bộ phận cái cá, mình lấy mình bỏ ra hết để nó khói mùi hôi thối, cá ăn này kia, ăn cá sống rồi này kia đó. Nói chung là nó hôi của nó không hợp lệ. Đúng rồi. Giờ mình lấy mình rang, xong rồi mình cứ luộc mắm, bò ngọt, muối, mình đảo trộn với nhau gia vị á, rồi mình lấy cái dầu, mình đổ vào nồi cho nó sôi, sôi rồi mình rang, mình đang ăn rất là giòn. Cứ cho anh thử ăn xem nào. Rất là giòn. Đó, rất là giòn. Nghe. Ừ. Rất là giòn đúng không? Ngon. Rất giòn. Mình nó có lên lấy, nó mất mùi vị đi, cái chất thiên nhiên của con cá, không phải là con rồi, cá mình nuôi. Nói tới đó là em. Của nguyên thiên nhiên. Ok, nói tới đó là em hiểu rồi. À, rất là ngon. Hiểu rồi. Đây. Xương này kia rất là giòn, cá mang của nó rất là giòn. Đây mọi người. Rất là ngon. Mọi người. Rất là đậm đà cái mùi vị chất dầu á, rất là ngon. Đây bên ở đâu cũng gọi là cá rô đồng. Nó cũng ba ngón tay của mình thôi. Phần đầu của nó ăn rất là ngon em ạ. Cá này thì mình ăn mình không bỏ đầu nha mọi người. Không mình không bao giờ bỏ cái gì, mỗi phần lúc đầu mình lấy từ đầu đến ngọn mình lấy một bò tử của nó để mà nó ăn thường ngày, ăn chất sinh môi trường nước lớn. Đúng rồi, nước rồi. Lên đó. Tại vì á, nó gặp cái gì nó thấy ngon là nó ăn, bởi thế là mình cũng vệ sinh một tí. Mình lấy cái phân nó ra rồi, mình cứ gì hết. Đúng rồi. Rất là ngon. Thử em ăn miếng thử thôi. Đây em đã ăn đây, em đã ăn đây. Rất là ngon. Xương này kia là rất là giòn. Chấm muối xem nào. Rất là ngon. Giòn, đúng không? Rất là giòn. Giòn. Anh em bạc anh em trong ban ngành trong anh ăn sau đó em sẽ lên bộ phận em sẽ đại diện cho anh em thôi rất là ngon này, phần đầu thôi này, phần đầu rất là đau con cá này đầu mặt mình cả cho xem mỏ rất nó. Là giòn cho xem mỏ mắt đây rất là giòn rất là giòn không còn xương nữa, mọi người nghe cặp cặp đúng không, nghe róc róc luôn đó cặp cặp luôn ngon, ok ngon rất là ngon luôn. Cá rô đồng nha mọi người. Cảm ơn nhau ơi. Tôi cho bạn ơi, hay là mình uống nãy giờ chắc cũng tới đây rồi. Nhưng hơn 5.000 rồi. Anh xem màn hình kìa. Xem mà. Sai rồi. Xem nhá. Mời mọi người ấy. Đây còn miếng cá. Mời mọi người. Cá này rất là ngon, nhưng mà lúc anh đã xay mình ok mà anh đang loại ở dưới rồi. Đây nha, mời mọi người nha. Còn ít rượu đây. Mùi rất là ngon. Anh em vui vẻ. Anh em mình lo lo gặp một lần. Anh no rồi. Bye bye. Bye.